Sáng nay, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng đã kiểm tra sư đoàn 370 quân chủng phòng không không quân thực hành ném bom bắn đạn thật ban ngày tại trường bắn quốc gia khu vực 3. Thực hành bắn ném bom đạn thật lần này, sư đoàn 370 huy động các loại máy bay chiến đấu Su-30 MK2, Su-22 và trực thăng vũ trang Mi-8 có sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau. Kết quả, tất cả phi công, tổ bay đạt khá, giỏi và xuất sắc. Đặc biệt, năm nay, nhiều phi công trẻ của sư đoàn đã được thực hành bắn ném bom. Từ đảng ủy trung đoàn cho đến phi đội và đặc biệt là xây dựng cho đội ngũ phi công thành viên tổ bay trong toàn trung đoàn, nhất là các đồng chí phi công về cái bản lĩnh cũng như là về cái hướng dẫn sử dụng về máy bay, về vũ khí đạn thật để cho phi công thực hành và cái bắn đạn thật đạt kết quả cao nhất. Trình độ tổ chức chỉ huy và điều hành của người chỉ huy trong cái sử dụng vũ khí đạn thật tại trường bắn và các cái yếu tố tác chiến nó rất là tốt và phù hợp trong cái chiến tranh, trong cái tình huống cũng như chiến tranh tương lai. Đấy là có cái sử dụng là bay độ cao cực thấp và là vượt hỏa lực phòng không, rồi dùng các cái thiết bị như là đạn nhiễu nhiệt, đạn nhiễu vô tuyến, rồi các cái hình thức khác để tránh hỏa lực phòng không, để mà máy bay bảo toàn được máy bay và đánh trúng mục tiêu, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, bộ phận mặt đất cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm các loại máy bay, vũ khí, trang bị có độ tin cậy cao nhất, giúp phi công, tổ bay thực hành bay đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối. Để bắn được trúng mục tiêu thì trong quá trình duy trì hệ thống thông tin liên lạc phải luôn luôn thông suốt, chỉ huy hiệp đồng giữa các đơn vị bạn, đồng thời trong các cái mạng hướng cũng phải đảm bảo thường xuyên, liên tục. Các máy bay ở các sân bay khác nhau bay về cái trường BAT-3, thứ tự thả máy bay và thứ tự vào công kích. Công tác điều hành, chỉ huy của từ sở chỉ huy sư đoàn, sở chỉ huy các trung đoàn, lực lượng thông tin, lực lượng dẫn đường phối hợp để làm sao nhịp nhàng đưa máy bay vào. Và chính cái đó là một cái yếu tố để đảm bảo an toàn trong quá trình bắn ném. Trung tướng Nguyễn Trọng Bình đánh giá cao kết quả của đợt thực hành bắn ném này và yêu cầu đơn vị rút ra những bài học kinh nghiệm từ sau mỗi đợt thực hành bắn ném bom đạn thật nhằm không ngừng nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Các thành phần tiếp tục làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng, chuẩn bị đầy đủ nội dung trong mỗi giai đoạn bay. Từng phi công phát huy trách nhiệm, nghiên cứu, nắm chắc bài bay, yếu lĩnh động tác, sẵn sàng xử lý mọi tình huống bất trắc xảy ra trong chuyến bay. Phi công, tổ bay, sĩ quan dẫn đường nắm chắc địa tiêu, địa hình sân bay, sử dụng thành thạo các trang thiết bị hiện có, đánh trúng mục tiêu ngay từ loạt bom đạn đầu.